Cựu phó tổng thống Mike Pence vào hôm 5 tháng 6 vừa qua đã nộp hồ sơ tuyên bố tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, đặt ra thách thức đối với cựu tổng thống Donald Trump, chỉ 2 năm sau khi hai người từng gắn bó mật thiết. Từ một cấp phó mật thiết, vì sao ông Mike Pence trở thành đối thủ của ông Donald Trump? Biết gì về con trai tổng thống Joe Biden vừa nhận tội trốn thuế? giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Phó tổng thống thứ 48 của nước Mỹ đã chính thức khởi động cuộc đua của mình bằng một video và sự kiện vận động ở Des Moines, Iowa ngày mùng 7 tháng 6, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 64 của ông. Trong khi ông Trump hiện đang dẫn đầu cuộc chiến đề cử bởi Đảng Cộng hòa với thống đốc Florida Ron DeSantis liên tiếp đứng ở vị trí thứ hai, những người ủng hộ ông Pence vẫn nhìn thấy cơ hội cho ông người tán thành nhiều chính sách của chính quyền trước nhưng không gây náo động như hai nhân vật trên. Mặc dù ông thường xuyên ca ngợi những thành tiệu của chính quyền trump Pence, nhưng việc đề cử Pence được nhận định là sự trở lại các vị trí lâu nay gắn liền với nền tảng của Đảng Cộng Hòa đã bị bỏ rơi bởi ông Trump. Khi cựu tổng thống này định hình lại đảng theo hình ảnh của mình, ông Pence đã cảnh báo chống lại làn sóng dân túy đang gia tăng trong đảng và các cố vấn coi ông là người bảo thủ theo phong cách Reagan truyền thống trong cuộc đua. Trong thông báo tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Pence cho rằng sự đề cử của Đảng Cộng hòa sẽ là lựa chọn giữa ông Trump liều lĩnh và hiến pháp Mỹ. Là người kiên quyết phản đối quyền phá thai, ông Pence ủng hộ lệnh cấm toàn quốc đối với hành vi này và đã vận động chống lại các chính sách ủng hộ người chuyển giới trong trường học. Ông cũng cho rằng những thay đổi đối với chính sách an sinh xã hội và bảo hiểm y tế Medicare, chẳng hạn như nâng độ tuổi đủ tiêu chuẩn, nên đưa ra bàn bạc để giữ cho các chương trình có khả năng thanh toán, điều cả ông Trump và DeSantis đều phản đối. Ông chỉ trích DeSantis vì mối thù ngày càng leo thang của ông này với Disney. Ông cũng nói Mỹ nên hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine. Ông Pence thường tự mô tả mình theo thứ tự lần lượt là người theo đạo cờ đốc giáo, người bảo thủ và người thuộc đảng Cộng Hòa. Ông đã dành nhiều tháng để đặt nền móng cho cuộc tranh cử dự kiến, tổ chức các sự kiện ở các bang bỏ phiếu sớm như Iowa, Nam Carolina và New Hampshire thăm các nhà thờ, đưa ra các bài phát biểu về chính sách và lôi kéo các nhà tài trợ. Nhóm của ông Pence coi Iowa và các cử tri cơ đốc giáo theo đạo tin lành của bang này rất quan trọng đối với con đường dẫn đến chiến thắng của ông. Các cố vấn cho biết ông có kế hoạch vận động mạnh mẽ ở bang này, đánh vào từng quận trong số 99 quận của bang, trước cuộc họp kín đầu tiên của Đảng Cộng Hòa vào năm tới. Chiến dịch dự kiến dựa nhiều vào các tòa nhà thị chính và điểm dừng bán lẻ nhằm giới thiệu lại Pence với những cử tri biết ông từ thời còn là phó tổng thống của ông Trump. Ông Pence đã phục vụ hơn 10 năm tại Quốc hội với tư cách là thống đốc bang Indiana trước khi ông được chọn làm người liên danh tranh cử với ông Trump vào năm 2016. Là phó tổng thống, ông Pence còn được xem là người bảo vệ trung thành cho ông Trump cho đến những ngày trước cuộc bạo loạn đôi Capital ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi ông Trump cố gắng thuyết phục ông Pence và những người ủng hộ ông rằng ông Pence có quyền đơn phương lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Với việc ông Trump đối mặt với sự hoài nghi của một số thành viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử năm 2016, ông Pence từ chối công khai chỉ trích cựu Tổng thống. Với tư cách là phó tổng thống, ông cũng thường đóng vai sứ giả, cố gắng phiên dịch các tuyên bố chính sách và hùng biện không chính thống của ông Trump, đặc biệt trên trường thế giới. Những nỗ lực pháp lý của ông Trump nhằm ngăn chặn thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 đã bị tòa án và các quan chức tiểu bang dập tắt. Quốc hội Mỹ thông báo ngày 6 tháng 1 năm 2021 sẽ họp để chính thức xác nhận chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống Joe Biden. Trong những tuần trước phiên họp, ông Trump đã tổ chức chiến dịch gây áp lực chưa từng có để thuyết phục ông Pence rằng ông có quyền loại bỏ phiếu đại cử tri từ các bang chiến trường ông Biden giành được. Nhưng ông Pence không làm như vậy. Khi cuộc bạo động tại Điện Capitol đang diễn ra và sau khi ông Pence và gia đình vội vã chạy trốn khỏi Thượng viện, ông Trump đã thuyết, "My Pence đã không có can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm. Đoạn video về vụ tấn công cho thấy những kẻ bạo loạn đọc to những lời của ông Trump và đám đông hô vang rằng ông Pence nên bị treo cổ. Ông Pence sau đó nói ông Trump đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi và mọi người tại Điện Capitol vào ngày hôm đó. Lịch sử sẽ buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm. Bất chấp trải nghiệm đau buồn của mình, ông Pence phản đối nỗ lực làm chứng trong các cuộc điều tra về các hành động của ông Trump liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng 1 ông từ chối xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công, chống lại chát đòi hầu tòa do công tố viên đặc biệt giám sát nhiều cuộc tấn công của Trump đưa ra. Nhưng cuối cùng ông đã làm chứng trước một đại bôi thẩm đoàn. Ông Pence đã dành 2 năm rưỡi để tách mình ra khỏi ông Trump. Nhưng ông phải đối mặt với sự hoài nghi từ cử tri chống Trump, những người coi ông là quá thân thiết với cựu Tổng thống. Trong khi đó, những người trung thành với ông Trump đổ lỗi cho ông vì đã không chú ý đến yêu cầu của ông Trump để lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của hai người. Dù vai trò của ông Pence trong việc giám sát, kiểm phiếu của đại cử tri đoàn chỉ mang tính nghỉ thức, bởi ông không có quyền tác động đến kết quả. Cùng với quyết định tranh cử, ông Pence tham gia danh sách đồng đúc của các ứng viên Đảng Cộng Hòa, bao gồm Trump, DeSantis, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina, doanh nhân công nghệ Vivek Ramaswamy và cựu thống đốc Arkansas Asa Hutchinson. Cựu thống đốc New Jersey Chris Christie cũng khởi động chiến dịch tranh cử của riêng mình vào tối ngày 6 tháng 6 tại New Hampshire, trong khi thống đốc Bắc Dakota, Doug Burgum, công bố chiến dịch của mình vào ngày 7 tháng 6 tại Fargo. Cho đến nay, chỉ có hai cựu phó tổng thống Mỹ được bầu vào Nhà Trắng, bao gồm cả ông Biden. Liệu ông Pence có trở thành người thứ bảy? Ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đồng ý nhận ba cáo buộc liên bang về thuế và súng đạn trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp nước này. Theo Reuters, các cáo buộc đối với ông Hunter Biden được đưa ra từ cuộc điều tra của công tố viên David Weiss tại bang Delaware, bang nhà của tổng thống Joe Biden. Ông Weiss là người được bổ nhiệm dưới chính quyền tổng thống Donald Trump từ năm 2017 đến năm 2021. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2018 và đến tháng 12 năm 2020, con trai tổng thống Biden cũng công khai việc đang bị điều tra. tờ Washington Post dẫn hồ sơ tòa án ngày 20 tháng 6 cho biết Ông Hunter Biden nhận hai cáo buộc trốn thuế vào năm 2017 và 2018. Tổng số tiền thuế liên quan được cho là khoảng 1,2 triệu USD. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm cho tội danh này. Đại diện của ông Biden trước đó nói, ông đã nộp lại cho cục thuế vụ số tiền thuế chưa đóng. Cáo buộc còn lại liên quan đến súng đạn và ông Hunter Biden đã đồng ý tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố. Nếu ông hoàn thành các điều kiện trong chương trình này thì cáo buộc sẽ bị xóa khỏi hồ sơ. Ông Hunter Biden sinh ngày 4 tháng 2 năm 1970 tại Wilmington, Delaware. Ông là con trai thứ hai của Tổng thống Joe Biden. Năm 1991, Hunter Biden tốt nghiệp trường đại học Georgetown với tấm bằng cử nhân lịch sử. Sau này, ông tiếp tục theo học tại trường luật Yale và tốt nghiệp năm 1996. Sau khi tốt nghiệp trường luật, Hunter Biden đảm nhận một vị trí trong ngân hàng MBNA của Mỹ. Từ năm 1998 đến năm 2001, ông làm việc trong Bộ Thương mại Mỹ, tập trung vào chính sách thương mại điện tử. Năm 2006, Hunter được Tổng thống Mỹ khi đó là George Bush bổ nhiệm vào Ban Giám đốc Tập đoàn Vận tải Hành khách Đường sắt Quốc gia Mỹ, Amtrak. Sau khi cha ông được bầu làm phó Tổng thống Mỹ năm 2008, Hunter Biden từ chức ở Ban Giám đốc Amtrak. Ông làm luật sư tại công ty luật Boes, Schiller, Fleckner, LLP và thành lập công ty Eldora Global. Năm 2014 đến năm 2019, ông Hunter là thành viên hội đồng quản trị của Burisma Holding, một trong những công ty khí đốt lớn nhất ở Ukraine. Về đời tư, Hunter Biden kết hôn với người vợ đầu là Kathleen Bully vào năm 1993 và họ có ba người con, Naomi, Finnegan và Marcy. Tuy nhiên, cặp đôi đã ly hôn vào năm 2017. Vào năm 2019, Hunter kết hôn với nhà làm phim người Nam Phi Melissa Cohen. Hai người có chung với nhau một người con chào đời vào hồi tháng 3 năm 2020. Hunter Biden từng thừa nhận trong quá khứ có một thời gian dài đấu tranh với chứng nghiện rượu và lạm dụng chất kích thích. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt.